tiếng Hàn thì mình sẽ hơi bị kiểu tính cách nó hơi bị gọi là bị cute hơn ý, mình không biết tại sao luôn. Nên chỉ đúng cái khu này không nhộn nhịp thôi nhá. Còn việc đi ra xa hơn một chút xíu thôi là nó lại. Nhưng mà của mình là như thế này này. Đấy, thì là không được nha, thì là lệch nha. Đấy, đấy là đồ duy nhất gọi là cái good liên quan đến idol duy nhất. Anh nhớ, anh nhớ. Lại nha. Anh nhớ. Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đang ở Hàn Quốc. Yay. Okay, I can't speak Korean. Hello mọi người. Hello. Mình không biết sao vừa nãy mình nói tiếng Hàn ấy. Lâu không quay lại Hàn Quốc, chứ không phải lâu lắm, nhưng lại hay là mỗi lần quay lại Hàn Quốc thì kiểu nghe cái ngôn ngữ này nhiều hơn thì nó sẽ hơi gọi là tự đi vào đầu một chút, rồi nó sẽ kiểu hơi bị lậm lậm một chút. Nhưng mà thực ra mình cũng chẳng giỏi tiếng Hàn đến thế nên là mình sẽ cố gắng để giỏi hơn. Và video này thì mình sẽ vẫn quay bằng tiếng Việt thôi, tại vì đấy là ngôn ngữ mình cảm thấy thoải mái nhất khi sử dụng và mình có thể là con người của mình nhất. Chứ thực sự là nói tiếng Hàn mình sẽ hơi bị kiểu tính cách nó hơi bị gọi là bị cute hơn ấy, mình không biết tại sao luôn. Nên khi mà nói tiếng Anh ấy thì mình sẽ kiểu hơi bị sassy một tí, tiếng Hàn sẽ kiểu là cute thái quá, còn tiếng Việt thì là bản thân của mình nhất, tiếng mẹ đẻ mà. Ok, mình vừa ngủ dậy đó mọi người ạ. Bây giờ cái giường trông nó hơi ghê, mình vừa xem lại mình phát hiện ra là cái background nhìn nó rất là khủng ấy, nên là mình sẽ phải chỉnh đốn lại. Đấy, lên video là nó cũng phải gọi là xinh xắn một chút. Và là cảm thấy tiêu đề rồi, video ngày hôm nay sẽ về những cái sự thật về mình, những cái sự thật có thể là cơ bản nhất, có thể là ngẫu hứng nhất mà tự nhiên mình muốn chia sẻ thôi. Tại vì cũng rất là lâu rồi mình không làm một cái video nào kiểu như này, kiểu gọi là giới thiệu bản thân một chút ấy. Tại vì lần cuối cùng mình làm hình như là 3 năm trước rồi, cũng lâu lắm rồi đấy, là hồi đấy mới làm TikTok nên là mới làm. Nhưng bây giờ mình nghĩ là thực ra cũng có rất là nhiều bạn đã follow mình thêm. Tại vì ngày xưa là từ hồi đấy mình làm mình chỉ có 20k subscribers thôi, bây giờ đã hơn 600k rồi. Thì mình làm lại một lần nữa. Và mình không biết sao hôm nay tâm trạng mình rất là vui nên là quyết định quay. Lúc mà tâm trạng mình vui thì mình hay nói nhiều mọi người ạ, nên mọi người thông cảm nha. Chắc tại vì hôm nay mình mới xong một cái sự kiện quan trọng nên là cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, có thể thư giãn một chút. Nên là hôm nay mọi người cùng thư giãn với mình và nghe mình chia sẻ về những sự thật về mình nha. Ê, thôi bắt đầu vào video nha. Điên rồi. Mình muốn xem một chút về cái view của cái phòng này. Đó, ok ok. Đây là Gangnam nha mọi người. Nhưng mà đây là một cái khu nó không phải là gọi là trung tâm Gangnam đâu. Chỗ này nó hơi giống như về quê vậy đó. Nó đi khá là xa luôn. Khu này thì không có nhộn nhịp cho lắm. Thực ra chỉ đúng cái khu này không nhộn nhịp thôi nhá. Còn việc đi ra xa hơn một chút xíu thôi là nó lại nhộn nhịp rồi. Mà không biết sao đợt này mình qua mình chọn cái khu này đúng chill luôn. Toàn là các ông bà cô chú ở đây thôi. Không có Olive Young, cũng ít cửa hàng tiện lợi. Nói chung là nó khá là không được nhộn nhịp cho lắm. Tuy vậy thì rất là chill, phong cảnh đẹp. Ok, bây giờ ra mình đang khá là khô nên mình sẽ đắp mặt nạ. Ok, và sự thật đầu tiên về mình là tên thật của mình là Nguyễn Hà Trang. Mình sinh năm 2000 và sắp 23 tuổi rồi. Thực ra là bây giờ mọi người hay gọi mình là 23 tuổi rồi, nhưng mà mình vẫn cố đấm ăn xôi ấy. Mình đợi đến tháng 8 là sinh nhật mình thì mình mới chính thức qua tuổi 23. Nên là bây giờ thì vẫn 22 nhá. Hồi xưa sinh năm 2000 mình nhớ lúc nào mình cũng kiểu là em út, xong rồi siêu trẻ, trẻ trâu các thứ, các anh chị cưng chiều, bây giờ thì đã già rồi. Ok, tiếp theo là công việc hiện tại của mình. Thì hiện tại ngoài là một content creator, kiểu sản xuất nội dung ở trên mạng, mình có làm YouTube video này, có làm TikTok, Instagram, kiểu đây, mấy cái công việc như thế. Ra thì mình còn là sinh viên ngành văn hóa và truyền thông trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc. Và lý do mọi người dạo gần đây thấy ít cái content đi học của mình là bởi vì mình đang trong một năm gap year. Mình cũng sắp hết cái giai đoạn gap year rồi và sẽ quay lại đây để học ý. Đó, cái lý do mà mình bảo lưu, mình gap một năm là bởi vì thì đấy mình cảm thấy là mình cần có thêm kinh nghiệm, rồi mình cảm thấy không còn hứng thú với việc học lý thuyết như trước nữa mà muốn gọi là thực hành nhiều hơn ấy. Và cũng rất là may mắn là công việc của mình nó lại liên quan đến ngành học của mình khá là nhiều. Thế nên mình quyết định là dành thời gian ra để mình đi lấy kinh nghiệm, mình làm này làm kia nhiều hơn. Rồi mình sẽ quay lại học thì thứ nhất là mình sẽ có lại cái sự hứng thú với học tập, kiểu nó lại là một cái gì đấy nó mới mẻ với mình một lần nữa. Hơn nữa là có một cái nền tảng nhất định với những cái trải nghiệm thật. Và sau đấy mình sẽ có thể đi xin việc hay là có những công việc tốt hơn này kia, nhưng mà nhìn chung quy lại thì vẫn là thời điểm đấy mình muốn trải nghiệm thêm. Và sự thật tiếp theo về mình là mình rất ít khi ăn sáng, cực kỳ ít khi ăn sáng luôn. Gần như là không bao giờ ăn sáng, trừ những cái hôm nào mà ví dụ như là đi du lịch xong rồi ăn sáng buffet ở khách sạn ấy thì mình sẽ tiếc cái bữa buffet đấy, mình sẽ đi ăn sáng thôi. Chứ thực sự mình rất ít khi ăn sáng luôn, đặc biệt là những cái hôm nào mà có công việc mình không bao giờ ăn. Vì khi mà ăn sáng xong mình rất là hay dễ bị đầy bụng, sao lại còn bị mệt mỏi với buồn ngủ nữa, kiểu căng da bụng trùng ra mắt mọi người. Thế nên là
mình cảm thấy khi mà mình không ăn sáng thì cái ngày của mình nó sẽ, mình sẽ làm việc hiệu quả hơn trong ngày. Mình biết là cái này nghe nó rất là không hợp lý ấy, và mọi người sẽ khuyên mình là trời ơi phải ăn sáng đi để không hại dạ dày, hại bao tử các thứ. Nhưng mà mình không biết sao mình cảm thấy là khi mình không ăn sáng thì mình lại ok hơn. Và mình kiểu gọi là cũng áp dụng cái intermittent fasting ấy. Mình sẽ để trên này mọi người tìm hiểu nhá. Thế là mình thấy cái đấy nó khá là hiệu quả với mình, và mình cảm thấy cuộc sống mình nó ok hơn khi mà mình ăn bữa sáng muộn hơn trong ngày. Thế mình quyết định làm như vậy. Và bình thường buổi sáng thì mình sẽ chỉ uống cà phê thôi, và mình sẽ luôn luôn uống Americano. Cái đấy mình cũng nghĩ là mình bị lận từ Hàn Quốc ấy. Kiểu từ khi sang Hàn Quốc mình biết đến cái Americano là trời ơi, từ đấy mình nghiện luôn. Mà nó phải là iced Americano, là Americano đá nha. Thì bên Hàn nó cũng có một cái câu là dù có chết cống thì vẫn là Americano đá ấy. Ở đấy thì đấy là mình không thích uống Americano nóng một tí nào cả. Nguội cũng không, mà phải đá, phải kiểu lạnh. Đấy thì mình mới thích. Và mình thì thay vì uống Americano mua ngoài thì mình hay uống Americano hòa tan, là tự pha ở nhà. Cũng như cái này, đây là một cái hãng mình cũng rất thích. Không quảng cáo nha, nhưng mà nếu Cano xem được video này thì nếu bạn nào ở Hàn thì có thể thử cái loại này của hãng Cano đi, cũng gọi là hãng quốc dân của Hàn rồi. Nghe chắc người ta cũng chẳng cần mình quảng cáo đâu. Nhưng mà mình hay uống cái hãng này và nó rất là tiện luôn. Mọi người chỉ cần pha với nước thường thôi, không phải nước nóng đâu, là nó cũng tự tan ra rồi. Và uống như này nó tiết kiệm hơn là đi mua ngoài rất là nhiều. Nên là mình luôn luôn uống như này. Ok, một cái sự thật cuối cùng của mình trong cái bộ dạng đeo mặt nạ này, đó chính là mình là một người không gọn gàng cho lắm. Mình khá là bừa, mà bừa thế kiểu là, nghĩa là mình không bẩn đâu ấy, nhưng mà mình kiểu hay để đồ linh tinh ý. Thôi mọi người thấy này, đấy, mọi người thấy không? Là kiểu mình hay thích để đồ ở những cái vị trí mà mình có thể nhìn thấy được nhanh nhất. Đặc biệt những cái đồ mình hay dùng kiểu skincare, hay là đấy bên kia là đồ make up, rồi mấy cái khăn rửa, mấy cái khăn lau mặt các thứ ấy, là mình hay để ở những cái chỗ mà mình dễ nhìn thấy nhất, như kiểu là mặt bàn hoặc là trên nắp tủ. Nên là cái nhà nhìn rất là dễ bị ừa luôn, và mình rất là muốn sửa cái tính đấy, nhưng mà mình kiểu hay bị thế cực kỳ luôn, và khá là khó sửa, tại vì nó thành thói quen rồi ấy. Thì mong trong tương lai mình có thể sống cuộc sống gọn gàng hơn, dùng xong thì cất lại vào tủ hay là như nào đấy cho nó gọn gàng và cái nhà nhìn nó rộng rãi hơn. Mình không gọn gàng mọi người ạ. Ok, một sự thật tiếp theo nữa, mình tháo cái này ra. Đó chính là mình có một cái nhược điểm trên mặt mà mình đang muốn gọi là cải thiện, đó chính là miệng mình bị lệch. Mặt mình lệch nhá, rồi miệng mình còn lệch nữa. Cái này cũng rất nhiều bạn bình luận ở dưới các video của mình ấy, thì mình cũng biết điều đấy nên mình cũng không cãi gì cả. Mặc dù là nhiều khi các bạn nói thế thì mình cũng buồn chứ, kiểu nó hơi bị gọi là face shaming một chút. Kiểu lại có những bạn nói là ôi miệng lệch thế, kiểu cứ bị lệch ấy, kiểu chê ấy. Thế là thì mình cũng hơi chạnh lòng, nhưng mà đúng nha. Thứ nhất là mình bị lệch khớp cắn này. Thì bình thường cái khớp nó sẽ đúng là sẽ như thế này ấy, kiểu răng trên răng dưới nó sẽ là hơi gọi là như thế này đúng không? Nhưng mà của mình là như thế này này. Đấy, thì là không được nha, thì là lệch nha. Xong rồi, nói chung là nó có một cái sự lệch lạc, nó khá là dễ thấy, đặc biệt là trên các video. Cái điều này nó cũng sẽ khiến cho phát âm của mình nó kém rõ ràng hơn. Kiểu nói chuyện nó sẽ không lưu loát bằng ấy, mình sẽ dễ bị giật mà bị líu lưỡi hơn, tại vì nó không được có sự cân đối ở trong miệng. Ngoài ra thì môi mình còn chề nha. Để môi bình thường nhá. Kiểu môi dưới dày hơn, mà nó có cái xu hướng nó chề ra hơn là môi trên ấy. Đấy, là mình cũng khá là muốn cải thiện cái đó. Có thể là mình sẽ niềng răng trong tương lai, nhưng mà mình cần tiền ấy. Gọi là mình muốn niềng cái Invisalign mọi người, cái này cũng rất là đắt. Nên là mình đang suy nghĩ, mình nghĩ cái này sẽ là một cái mình muốn cải thiện. Thực ra mình chia sẻ sự thật này với mình không phải là bởi vì mình nghĩ mọi người không biết, mà mình chỉ muốn chia sẻ ra để mọi người thấy là tất cả chúng mình đều sẽ có những cái nhược điểm trên cơ thể hay là về bản thân mình mà mình cảm thấy không tự tin lắm. Thì mình chỉ muốn nói là cái này rất là bình thường ấy. Ngay cả mình là một đứa rất là tự tin và luôn luôn cố gắng gọi là cải thiện bản thân thì vẫn sẽ có những cái như thế này. Nên là các em đang xem video này, hay là các bạn, hay các chị, các anh mà cảm thấy tự ti bản thân thì mọi người không cô đơn, và chúng mình có thể nghĩ cách để mình gọi là cải thiện nó thôi, chứ không cần thiết phải buồn quá nhiều nha. Trời ơi, miệng lệch, khớp cắn lệch, môi chế. Ôi, còn nhiều cái lắm, nhưng mà mình cứ cải thiện dần. Kén chắc là ok, và sự thật tiếp theo là video này được tài trợ bởi Junito. Ê, làm lại đúng không? Lại đó, cái đấy hơi, cái vừa rồi nó hơi thái quá đúng không? Lại nhá. Và sự thật tiếp theo là video được
Và sự tiếp theo là video này được tài trợ bởi Tito. Và thực ra nhá, cái này là sự thật, là thật thật luôn, là thật là dạo này mình rất thích đồ Jumiso, kiểu mình hơi bị wow một chút ý, tại vì cái hãng này lại một lần nữa sau này mình không hề biết nó tồn tại luôn, nhưng mà nó tồn tại cũng khá lâu rồi ấy, nhưng mà mình kiểu không biết ý. Xong bạn mình làm ở Jumiso, xong rồi giới thiệu cho mình, sau đấy mình mới biết, xong rồi làm việc với nhau. Thì cái này mình cũng chia sẻ thật luôn là video tài trợ nên là mình sẽ giới thiệu về sản phẩm. Tuy vậy thì nó phải tốt và giá nó phải hợp lý và phải có deal hời thì mình mới có đủ sự tự tin để mình nhận deal và mình giới thiệu ấy. Nên mọi người yên tâm nhá. Cái phần này thì đúng là nó cũng sẽ là quảng cáo. Nhưng mà bạn nào mà quan tâm đến skincare và muốn mua được skincare với giá hời, đặc biệt là những cái đồ skincare chất lượng của Hàn Quốc thì mọi người cứ xem tiếp nha. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái này, All Day Vitamin Brightening and Balancing Serum của Jumiso. Cái này là một cái serum vitamin C. Mọi người nhìn thấy này, thực tế là mình đã dùng gần hết chai rồi. Có đợt là mình có đổi qua cái loại cùng dòng vitamin C này của Jumiso, nhưng mà cái chai màu nâu ấy, nó là cái loại mà vitamin C nó mạnh hơn để mình giảm thâm nhanh hơn. Đợt này qua Hàn thì mình chỉ mang cái này thôi. Tại cái này nó kiểu là nó nhẹ nhàng, nó không gây kích ứng, không châm chích, nó nhẹ nhàng hơn. Đương nhiên là cái công dụng dưỡng sáng giảm thâm nó cũng sẽ nhẹ hơn và nó sẽ mất thời gian hơn rồi, nhưng mà bởi vì nó nhẹ nhàng, cấp ẩm nhiều ấy, nên là mình thấy hợp với thời tiết Hàn Quốc và nó cũng an toàn để mình sử dụng trong những cái ngày mình di chuyển nhiều như thế này. Thì một cái sự thật nữa về mình là da mình trước đây là da dầu. Hồi Việt Nam thì da mình rất dầu, nhưng mà từ khi mình sang Hàn sống, da của mình thành da hỗn hợp thiên khô. Và tùy vào thời tiết nha mọi người, thời tiết ngày hôm đó thì sẽ có những ngày mà da mình nó khô rất là nhiều. Dạo gần đây Hàn Quốc chuyển sang mùa hè rồi thì đỡ khô hơn mùa đông một chút, nhưng mà vẫn là một cái loại khí hậu hanh khô so với da của mình. Nên mọi người hãy để ý là mặc dù mình dùng rất là nhiều skincare nhá, mình bôi rất là nhiều, vừa đấy mình đắp mặt nạ nữa, nhưng mà nó vẫn thấm vào da mình cực kỳ nhanh. Tại vì kiểu da mình nó đang cần và nó đang khao khát cái độ ẩm đấy, tại vì là mình mới tắm xong nữa là nó sẽ càng cần cấp ẩm hơn. Đấy, nên mình sẽ bôi cái serum này. Đây là một cái loại serum vitamin C mình thấy là cấp ẩm tốt, nhưng mà cái texture nó vẫn rất là lỏng nhẹ lên da này, thấm khá là nhanh, nó không phải là lỏng như nước, nó vẫn có một độ sệt nhẹ nên là nó cấp ẩm và giữ ẩm ok. Tuy vậy nó không gây bí da của mình ấy, mình bôi cực kỳ nhiều luôn, nhưng mà đấy nó vẫn thấm vào da nhanh. Nói cho đầu câu cuối câu rồi, nó đã có dấu hiệu rồi đấy, thấm hoàn toàn vào da rồi. À, mình luôn luôn dùng này buổi sáng. Buổi sáng này mình sẽ bôi kem chống nắng, ngồi trước một cái cửa sổ to đúng ngã ngủ, ánh sáng đập thẳng mặt như này thì không thể nào không bôi kem chống nắng được. Là mình sẽ dùng luôn luôn dùng vitamin C này, xong rồi dùng thêm một lớp ẩm nữa, xong rồi sẽ là kem chống nắng. Tại vì khi mọi người dùng vitamin C và kem chống nắng kèm với nhau ấy thì nó sẽ bảo vệ da mình tốt hơn. Cái serum này nó không chỉ nó cấp ẩm mà nó còn dưỡng sáng da, làm đều màu da và nó nhẹ nhàng, thích hợp cho những bạn nào chưa dùng vitamin C bao giờ và muốn bắt đầu thử một cái loại serum vitamin C. Và tiếp theo sẽ là một món đồ skincare mà dạo gần đây mình mới sử dụng thôi, mình nhấn mạnh là mình cũng mới dùng thôi, nhưng mà mình khá là ấn tượng, đó chính là tinh chất ốc sên. Bạn nào mà hay chơi TikTok thì biết là tinh chất ốc sên rất là viral đúng không? Đây là tinh chất ốc sên của Jumiso và nó có 5 loại peptide nữa. Tinh chất ốc sên này thì nó nổi tiếng bởi vì là nó làm dịu da mụn với cả những cái da kích ứng tốt đi, và nó cũng cấp ẩm, khóa ẩm tốt nữa. Ngoài ra thì loại này của Jumiso nó còn có 5 loại peptide nên là nó sẽ giúp cho da mình có một cái độ rất là căng bóng tức thì. Thứ hai là nó còn dưỡng cho da căng và giảm nếp nhăn, giảm dấu hiệu lão hóa khi mà mình dùng thường xuyên nữa. Mọi người thấy đây là texture của nó này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, nó sẽ như kiểu là dịch ốc sên ấy, nó sẽ hơi dính dính như này. Nhưng mọi người cứ massage nhá, mọi người cứ yên tâm, mọi người cứ massage đi. Một lát nữa nó set lại, nó sẽ để lại một cái lớp như kiểu là một cái lớp màng ở trên da của mình ấy. Và lý do mình thích dùng cái này ban ngày là bởi vì nó, mình cảm giác như là nó khóa ẩm và nó tạo một cái lớp màng bảo vệ da của mình. Thì khi mình dùng kem chống nắng lên hay mình đánh make up lên thì da của mình, những cái vùng mụn này nó sẽ không phải tiếp xúc trực tiếp với cái đồ make up ấy. Đấy, thì đấy là cái mình thích nhất. Và đặc biệt là cái này nó sẽ hiệu quả nhất trên nền da ẩm nha. Như kiểu vừa nãy mình có đắp mặt nạ, mình có bôi serum là cấp ẩm rồi này, thì khi mà dùng cái này nó sẽ hiệu quả nhất, cũng sẽ set vào nhanh nhất cơ. Lạ cực. Mọi người cứ massage này một lúc xong nó sẽ kiểu khô khô và thấm thấm vào ấy, tạo một cái lớp màng rất là ok trên da của mình. Bạn nào mà da mụn, mà đặc biệt là những cái mụn mà nó kích ứng rồi nó cứ đỏ 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 rồi nó ráp rồi nó viêm mức rồi ấy, thì có thể thử cái này. Tại vì khá là nhiều người khen cái tinh chất ốc sên này một đợt siêu viral. Nhưng mà mọi người trước khi dùng thì có thể là test thử một lớp mỏng hoặc là một vùng trên cổ trước nhá. Cũng có một vài người không hợp tinh chất ốc sên này nên là mình cứ phải nhắc lại như thế cho mọi người. Ráp, mình nghĩ các bạn nào mà da khô giống như mình thì rất thích cái kiểu này này, nó có một cái độ ngậm nuốt luôn ấy. Bây giờ nó chưa set hẳn mọi người, mình nghĩ là được khoảng 3-4 thêm vào da. Trong lúc đợi cái tinh chất ốc sên này nó xếp hẳn vào da, nó khá là xếp rồi đấy. Mà thôi mình đợi thêm một chút để cho yên tâm để còn bôi kem chống nắng. Mình sẽ chia sẻ thêm một cái sự thật nữa là hôm trước mình mới đi test cái personal color, cái màu sắc cá nhân của mình ở Hàn Quốc, ở cái khu vực Gangnam mà luôn. Thì hóa ra mình là tone lạnh Q.
khu tôn mọi người ạ. Mình khá là sốc ý. Tại vì trước đây khi mình nhìn vào gương thì mình thấy cái da của mình nó có nhiều. Mọi người nhìn đây cũng thấy là da mình nó có một cái sự vàng vàng. Mình cảm giác như da của mình nó có một cái sự xanh xao vàng vọt nhất định. Nó có màu vàng ấy, nó có nhiều màu vàng. Thế là mình nghĩ, thế suy ra chắc là mình là warm tone, là tone ấm rồi thì nó có nhiều màu vàng mà. Mình nghĩ rất là gọi là ngây thơ như thế. Xong rồi mình make up hay là mình mặc quần áo thì mình cũng không quan tâm quá nhiều là nó có hợp với tông da của mình không. Đương nhiên mình vẫn có quan tâm nhất nhưng mà không quá nhiều. À, thấy cái màu gì đẹp hay là cái gì nó vừa mắt mình là mình cứ mua thôi. Cả đồ make up cũng thế. Mình không nghĩ nhiều về màu sắc của nó. Trước khi test xong nó ra tone lạnh thì mình lại hợp, mình rất hợp màu hồng. Kiểu người ta bảo là oh my god, nó một trái ấu lên béo. Kiểu pink ấy, mà không phải là pink gọi là hot pink đâu, mà nó là về quần áo nhá, thì nó sẽ là những cái màu mà gọi là rất là nhạt, hồng rất nhạt. Mình sẽ hợp với những cái màu mà thực ra màu nào cũng ok, nhưng mà những cái màu nó phải pha với màu trắng. Nghĩa là mấy cái màu mà pastel đồ đó, nó nhạt nhạt lượt lượt á, là mình sẽ hợp. Và mình sẽ hợp màu hồng. Thế là người ta mới hỏi mình là thế bảng mắt thì bạn có dùng những cái màu mà nó pha nhiều ánh cam và ánh vàng không? Và ví dụ như son môi thì bạn hay dùng son cam, son đỏ không? Hay bạn hay dùng son hồng? Thế là mình mới bảo là trời ơi, bảng mắt thì cũng rất là nhiều ánh cam, và son môi thì toàn là son đỏ với là son đỏ, ánh cam các thứ thôi. Còn mình thích cái màu đấy. Người ta nói, ăn mèo không được đâu, bạn phải dùng những cái đây này, đây là cái son, đây là cái màu son mà người ta kiểu recommend cho mình ấy. Thì bây giờ mình đang không biết cách nên là có thể nó sẽ phản ánh rõ nhất là cái son này có hợp với mình hay không. Nhưng mà đây mọi người ạ, hồng cánh sen. Thực ra nó không phải là hồng cánh sen, nhưng mà nó là những cái tông màu mà nó rất là bị kỳ thị bởi người Việt Nam chúng mình. Chúng mình rất là không thích những cái màu hồng này, đúng không? Những màu hồng như này ở Hàn rất hot, cực kỳ hot kinh khủng, mà có khi nhiều khi mọi người đi ra mọi người không có để mà mua nhá. Và hầu như hãng nào cũng sẽ làm rất là nhiều những cái màu hồng kiểu như này. Mọi người thấy người Việt Nam mình ít dùng màu này đúng không? Trời ơi, người Hàn người ta thích lắm luôn. Đây rất là hồng, very pink, nó màu one tone pink đấy. Thế à, mình hứa này, thế là thực ra mình cũng không biết nữa, không dám chắc đâu. Nhưng mà thôi, chuyên gia mà thực sự người lúc mà ra test cho mình ấy thì mình thấy cũng đúng thật. Nên là mình quyết định đã đầu tư thêm khá là nhiều đồ make up màu hồng để mình thử thay đổi xem. Nhưng mà trong thời gian tới mọi người thấy mình mà bùm bùm chiếu chiếu quá thì hồng các thứ quá thì mọi người hiểu lý do tại sao nha. Và cái test personal color này thì mình cảm thấy khá là ok. Mặc dù nó rất là đắt nhưng mà mình nghĩ đầu tư để kiểu xài cả đời ấy thì hợp lý. À, nhiều khi những cái mà mình thích, mình nghĩ là mình hợp và mình quen mắt nhất thì chưa chắc đã là cái khiến mình xinh nhất. Nên là mình cũng muốn lần này mình open mind được một chút, mình vượt ra khỏi vùng an toàn của mình và mình thử những cái mới xem có ok không. Ok, quay trở lại với cả lớp nền thì mình sẽ dùng kem chống nắng. Đây lại là kem chống nắng của Jumiso. Đây là All Sun Area Fit Sunscreen. Jumiso có loại màu xanh nữa nhá, thì cái đấy nó sẽ gọi là kèm với kem dưỡng ẩm luôn ý. Nó sẽ dưỡng ẩm hơn, nhưng mà mình thấy loại này hợp với da mình hơn, nó ráo hơn một chút và kiểu nó vừa phải cho mùa hè này. Có thể mùa đông mình sẽ đổi qua loại màu xanh, nhưng mà cái loại này nó đang gọi là rất là vừa phải thời tiết, khí hậu và nhu cầu của da mình. Nên mình dùng, mọi người thấy không, chất nó y hệt như kem dưỡng luôn, không để lại vệt trắng mà cũng không nâng tông. Bôi này cực dễ luôn, mình kiểu mình cứ bôi mặt này thôi. Đấy, một lúc rồi nó sẽ xét vào. Mình thấy đổ Jumiso ấy nó thiên cấp ẩm nhiều đấy mọi người ạ, nên là có thể da dầu thì mọi người cân nhắc nhé. Nhưng mà da khô thì mình nghĩ là rất là hợp luôn, và nó sẽ set hơi chậm một chút thực sự như thế, vì nó nhiều dưỡng mà, nên là sẽ cần thời gian để nó set vào da. Nhưng mà một khi đã set rồi ấy, thì nhìn nó sẽ rất là tự nhiên, nó đem lại một cái phong cách nó đúng chuẩn Hàn Quốc. Bạn nào mà giả sử đi, mọi người thích cái finish này lắm rồi nhưng vẫn cảm thấy nó hơi bóng quá, thì mọi người chỉ cần thêm một chút phấn phủ thôi là sẽ đẹp đó. Và vừa rồi là một vài sản phẩm tiêu biểu của Jumiso, có từ dưỡng sáng, mờ thâm, cấp ẩm, giảm kích ứng đến chống nắng luôn nha. Cho là một combo khá là ok, ổn áp, giá thành hợp lý, và đặc biệt là có rất nhiều sale ở trên sàn S, sàn màu cam. Nói từ Shopee luôn đi, có rất là nhiều sale ở trên Shopee, mà là Shopee Mall chính hãng ship từ bên Hàn về Việt Nam cho mọi người. Nên là mọi người hãy xem phần mô tả của mình sẽ có những cái deal rất là hời mà chỉ riêng những người xem Maychan mới có được. Nói chung là cái deal của mình thì mình cũng rất là tự tin, là gọi là rất là ra gì vào này nọ đấy. Như lần trước nhá, là có rất nhiều bạn kiểu bị sốc khi mà
các bạn chỉ cần cắt cái màn hình là kiểu follow, là kiểu subscribe kênh mình ấy, xong rồi gửi cho Rumiso trên Shopee là nhận ngay voucher giảm 50%. Ui, xong rồi còn thêm cả kiểu giá sale sẵn của Shopee ấy. Đấy, thế à, nói chung là giảm, gọi là mua chưa bao giờ từng rẻ như thế luôn. Nên là mọi người nhớ xem phần mô tả và tham khảo thử đồ cho Rumiso. Nói chung là ok, nếu mà hợp thì có khi lại dùng được lâu dài. Đấy, bây giờ mình sẽ, ngày hôm nay mình ra đường, mình có định ra đường tại vì kiểu mình cũng thích đi chơi, với là thời tiết dạo này đang đẹp, nó không bị quá nóng. Bây giờ đang là tháng 6 thì nó còn đỡ đỡ, chứ ví dụ sang cuối tháng 7 đầu tháng 8 thì chắc là nó cũng rất là nóng đấy. Nên là tranh thủ bây giờ mình sẽ đi chơi nhiều hơn. Hôm nay mình cũng không định đánh nền gì nhiều đâu mọi người ạ. Chắc là mình sẽ chỉ thêm ít lông mày, xong rồi mình đánh má hồng nữa thôi. Mình sẽ đi ra đường. Ok, tự tin ra đường. Ok, trong lúc mình đánh kể lông mày, mình sẽ chia sẻ thêm một sự thật nữa về mình. Đó chính là mặc dù mình là du học sinh Hàn Quốc, nhưng mà trước đấy mình không hề có ý định đi du học Hàn mọi người ạ. Kiểu cái này nó đúng là cái duyên ấy. Tại mình học chuyên Anh ấy, nên là mình rất là thích đi Mỹ. Thực sự là cái ước mơ của mình từ hồi nhỏ là được đi du học Mỹ. Đến bây giờ mình chưa là chăn trăng nước Mỹ luôn. Nói chung là nó là một câu chuyện dài, dài lắm. Xong rồi bây giờ mình nghĩ lại, mình thực sự là mình càng ngày càng tin vào cái duyên hơn. Nó rất là khó giải thích, là nghĩ lại mình thấy nó ảo cực. Hồi đấy nhá, là lúc đấy cả lớp mình đang chuẩn bị apply Mỹ rồi. Xong rồi mình thi cả sát 1, sát 2, điểm cũng không cao lắm đâu. Đợt đấy cũng nhiều vấn đề, kiểu mình lạc trôi kinh khủng khiếp. Mình không biết là mình thực sự là mình nên làm như nào. Tại mình cảm giác là mình cũng không đủ giỏi để mà áp những cái trường xịn bên Mỹ. Đặc biệt là mình không biết là phải xin làm như nào để có được cái học bổng mà người ta cover cho mình, người ta ấy cho mình nhiều chi phí một chút. Tại vì không có tài chính luôn. Nên cả bây giờ học bổng mà cho mình 50% đi, mình không thể nào mà có tài chính thì mình đi được. Thế là lúc đấy cũng lạc trôi cái khủng khiếp luôn. Mà lúc đấy còn không có tiền để đi mấy cái trung tâm du học để người ta giúp chuẩn bị hồ sơ để xin đi Mỹ. Thế là không biết làm nào. Thế hồi đấy cũng thi sát một sát hai, gọi là thi hết rồi. Thì hồi đấy mình còn thi sát trước IELTS cơ, nghĩa là gọi là mình thích đi Mỹ đến mức đấy. Đến một đợt mình mới ngồi mình làm cái tài chính gia đình các thứ để mình xem là tài chính của mình đến đâu và để mình xin cái financial aid như thế nào, xin hỗ trợ tài chính như thế nào ấy, thì mình làm ra mình thấy là không được, SOS luôn, không thể. Khả năng đi Mỹ là rất là khó và cái sự chuẩn bị của mình nó không đủ để mình có thể xin được học bổng nhiều tiền. Thế là mình mới quay sang những cái nước châu Á như kiểu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, mình cũng đi phỏng vấn khá là nhiều. Thế là cuối cùng đấy, có duyên mình có làm cả một cái video về cái chuyện này rồi, nhưng mà thực ra là hồi đấy mình mới làm YouTube ăn nó rất là lủng củng, mình xem lại mình còn thấy mệt nữa, nên là có thể mọi người sẽ không thích cái video này đâu, nhưng mà mình cứ để đây cái video này nói về cái việc đi phỏng vấn rồi được nhận học bổng Hàn của mình. Mình có duyên mình đi thôi, mình phỏng vấn thôi lại được nhận học bổng 100%, đi học đại học Yonsei là một đại học rất là danh giá ở Hàn Quốc. Thế là mình quyết định xách ba lô lên và đi, và mình đi Hàn Quốc thôi. Bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy là trời ơi, tại sao mình có thể may mắn như thế, và mình rất là cảm thấy biết ơn khi mà mình có gọi đến đất nước này và mình học ở đây và mình gọi là phát triển ở đây. Tại vì mình nghĩ là chắc chắn nước Mỹ sẽ không thể nào giúp mình phát triển được như ở Hàn Quốc. Ui, không biết sao mình cảm giác mình rất là hợp ở đây. Xong rồi cuộc sống ở đây của mình rất là, gọi là nó rất là smooth, rất là mượt mà hơn cả sân siêu luôn. Tất nhiên là vẫn sẽ có những cái khó khăn, nhưng mà nhìn chung lại mình thấy mình với Hàn Quốc hợp nhau. Đấy, mình thấy thế thôi. Kể lúc này sơ sơ xong rồi, mọi người thấy nó có bị đậm quá không? Hay là vừa rồi? Ok, ok nha. Bây giờ mình sẽ đánh má hồng. Đây là một cái má hồng mình mới mua luôn mọi người ạ. Cái màu này nó rất là hồng, nó rất là hồng phấn ấy. Chưa bao giờ mình mua một cái má hồng như thế này. Mình sẽ test cho mọi người xem luôn, xem là mình có thực sự hợp màu hồng không nhỉ. Sự thật nào nữa mình muốn chia sẻ nhỉ? Cái này hôm nay mình thực sự rất là ngẫu hứng luôn, mình không có chuẩn bị trước là mình sẽ chia sẻ sự thật gì đâu. Nhưng mà mình cứ nghĩ ra thì mình nói về đấy. Chắc là mình sẽ nói về idol mình thích nhất của Hàn Quốc là, chung là thực ra mình thích nhiều lắm. Cái này cũng khó mọi người, mình thích nhiều lắm. Mình là cái kiểu là mình rất là hâm mộ cái tài năng, sự giỏi giang, rồi sự xinh đẹp, rồi sự tự tin. Thôi mình hay bị thu hút bởi những cái đấy. Mình cũng sẽ tưởng tượng rồi nha, thế là gọi là một sự thu hút tự nhiên. Và có rất là nhiều người trong ngành giải trí có cái đó, nên là mình thích rất là nhiều người. Đây, cái màu trong như này không phải không? Đó, rất là nhiều người nên bảo là gọi là mình là fan chân chính của một ai đấy, thì mình thực sự là mình cũng không hẳn là fan chân chính của một ai đâu. Tại vì mình thì không đua idol nhá. Thực sự nếu mà bảo mình đua idol là xúc phạm những bạn đua idol đấy. Tại vì mình không bao giờ mua cái gì nhá, xong mình không bao giờ đi xem concert nhá, xong mình không bao giờ đi gọi là kiểu, thế là mình không biết rõ lịch trình, không gì cả ấy. Nên là
Nói mình là một fan chân chính thì mình không phải đâu. Mình chỉ gọi là mình hâm mộ cái tài năng người ta thôi. Và gọi là khi mà người ta ra sản phẩm hay là gì đấy thì mình sẽ gọi là replay liên tục, là mình đấy, mình chỉ ủng hộ đến cái mức đấy thôi ấy. Gọi là mình nghe rồi mình kiểu hay, rồi mình gọi là kiểu cầu nguyện cho người ta có những cái điều tốt đẹp nhất đến với người ta. Ừ, đấy là mình cái kiểu fan như thế. Chứ mình nghĩ là cũng có nhiều bạn giống như mình. Chứ nếu mà để mà nói là fan K-pop chân chính hay là fan chân chính của ai đấy thì thực sự cái công sức mà người ta bỏ ra sẽ rất là nhiều, và cả tiền bạc rồi cả tâm sức rồi các thứ nữa. Thì thôi rồi, thì những cái người mình, những người mình thích nhất là có IU mình thích này, mình thích Big Bang, mình thích 2NE1. Mình chuẩn bị mình kể ra kiểu 30 nhóm nữa đấy. Mình thích Blackpink. Ôi dồi ôi, tại sao lại có những người đỉnh như thế. Mình thích ai nhỉ, mình thích Suzy. Nói về thần tượng thì kiểu là cả diễn viên đi. Diễn viên thì mình thích Kim Go Eun. Mình thích, nói chung là mình thích nhiều lắm mọi người ơi. À, mình thích Lee Jong Suk. Lee Jong Suk à? Lee Jong Suk đúng không? Tên tiếng Hàn Anh ấy là Lee Jong Suk à? Phải không nhỉ? Từ bé giờ mình hay đọc, mình hay gọi là Lee Jong Suk rồi. Nên là mình quên. Trời ơi, thích Lee Jong Suk dã man ấy. Kiểu thích điên ấy. Ừ. Đấy, nói chung mình thích nhiều lắm. Thôi, nhưng mà mình không đu mọi người ạ. Không biết sao á. Có một nhóm duy nhất ngày xưa mình đu là nhóm 101. Là mình còn nhậu hơi đu một chút, là mình đã mua một cái son dưỡng môi. Mình không nhớ một hãng nào, nhưng mà hồi đấy 101 collab với hãng đấy. Xong rồi ra một cái dòng son dưỡng thì phải. Thì mình có nha, mình có mua cái đấy. Đấy là đồ duy nhất gọi là cái good liên quan đến ai, đồ duy nhất mà mình mua từ trước đến nay. Và nó cũng không phải là good cơ, mà nó kiểu chỉ là một cái đồ mà người ta collab, một cái hãng người ta collab thôi. Duy nhất, lần đầu tiên. Và đến bây giờ thì cũng chưa một lần nào mua nữa. Mình không biết tại sao, nhưng mà mình hay bị tiếc tiền ấy, ngoài này kia ấy. Đấy nên là ngoài ra thì còn có chắc là hồ sơ TF Boys mình cũng thích nhiều. Và gọi là theo dõi lịch trình rồi từng cái update một mình đều biết ấy. Thì đấy là những cái lần mình đu nhiều nhất. Là kiểu nhiều khi các báo hay khi mình là fan girl đu idol thành công rồi các thứ nhất ý, thì mình cũng không dám nhận đâu. Tại vì cái đấy là thuần may mắn là mình có cơ hội làm việc chung hoặc là làm việc cho cái người idol đấy. Nhưng mà chính ra nghĩ lại mình lại rất có duyên với cả các idol. Ôi sao mình may mắn nhỉ? Em ơi, đấy là một cái fact nữa, một cái sự thật nữa về mình, là mình thấy là mình rất may mắn. Và mình luôn luôn tin vào cái sự may mắn của mình. Nên mình cảm giác nhá, là vì mình tin mình may mắn nên là những cái sự may mắn nó đến với mình ấy, nó hơi kiểu dạng luật hấp dẫn ấy mọi người. Mặc dù mình cũng không phải là quá là làm cái gì rồi, mình không có áp dụng luật hấp dẫn trong cuộc sống của mình. Nhưng mà mình cảm giác là ồ, như là nó có cái đó tồn tại. Và bởi vì mình rất tin mình may mắn. Và mỗi lần mình gặp cái gì may mắn là mình nhấn mạnh lại đấy một lần nữa. Nên là may mắn nó vẫn đến ấy. Đương nhiên là không phải lúc nào may mắn, có những lúc mình rất đen, rất xui. Nhưng mà mình thường cố gắng mình bỏ đấy ra khỏi đầu. Mình coi là ôi thôi qua, cho qua, bye. Còn những cái gì mà may mắn đến là mình sẽ kiểu wow, mình thật may mắn. Thấy chưa, đây là chứng minh cho việc tôi rất may mắn đây. Đấy là cái cách suy nghĩ của mình. Mình không biết tại sao mà có những cái cơ hội nó đến rồi mình cũng tự cảm thấy sốc luôn. Như lần đây, gần đây nhất là mình được chọn làm đại diện đi sự kiện WCIF ấy. Sự kiện rất to, hoành tráng, kinh khủng. Xong ngoài ra mình được lên báo nhá. Đây báo này mọi người ạ. Báo này ngày xưa lúc mà mình học tiếng Anh ấy, là mình lên báo này mình lấy bài để mình tra từ mới để mình học tiếng Anh. Và đây là một cái báo rất rất là lớn và gọi là chính chuyên của Hàn Quốc. Mình được lên báo này. Đấy, những cái cơ hội như thế này, cái sự may mắn này nó cũng tạo cho mình động lực để mình gọi là trau dồi bản thân và cố gắng tiến bộ lên mỗi ngày, chuyên nghiệp hơn, giỏi hơn mỗi ngày để có thể sẵn sàng đón nhận cơ hội bất cứ lúc nào nó đến. Trời ơi, thank you, I'm grateful for everything. Mình cũng rất biết ơn. Ok, mình mọi người thấy mình đánh má hồng ở chỗ này không? Thì mình kéo cái mặt mình nhỏ lại đó. Tiếp đó, tiếp, 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 tiếp. Thế là mình sẽ đánh đậm ở chỗ này. Đó, mình không đánh xuống dưới mũi nha. Nó sẽ kéo mặt mình xuống, mình sẽ đánh đậm ở trên này. Mình sẽ tạ. Tăng, 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 tăng. Hoàn thành. Đang quay nhảy giác ngộ nha mọi người. Quá đang muốn mặc cái vibe mùa hè mọi người. Bây giờ mình không có đang đủ quần áo để phối cho đẹp.
thế nhưng mà đeo một cái túi thật là sành điệu. Thôi, cái này hơi dài nha. Ồ, kể ra nó ngắn hơn một chút xíu nữa thì ấy. Nhưng mà cái này là ngắn hết cỡ. Trời ơi, dạo điệu đẳng lắm. Mọi không biết đâu, cái này điệu. Nó lúc nào này cũng điệu hết, nhưng mình chẳng thấy biết điệu vấn đề gì cả. Cứ chi, cứ chi, cứ chi. Ok, cô đi đi. Thì thôi, bạn mình đang đợi rồi. Let's go. Kính râm đầu tiên trong đời. Nhưng mà giá nó cũng không đắt lắm đâu. Kiểu cái chỗ này nó không phải là hãng gì quá nổi tiếng ấy, nhưng mà thấy nó chất lượng. Kính này là 180.000 won. Giờ này đi nắng nhiều nên là cũng đú đợt mua cái kính râm đầu đời xem sao. Đây cũng hơn 3 triệu nha. Nhưng mà kiểu chất lượng. Đúng rồi. Rất là ok. Ý là nó không phải kiểu dở dở đâu mọi người ạ. Mình nghĩ là mình có thể dùng được lâu dài ấy. Xịn mà. Được đấy. Wow. Wow, chất lượng lắm. Tuyệt vời. Yes. Yeah. Yes. Ước gì bây giờ có trời nắng lên một tí nhau. Đi qua quán này đó. Ai đó ơi, cho mình xin chữ ký. Ai đó. Ai đó ơi, cho mình xin chữ ký. I'm sorry. Bạn ngầu quá bạn ơi. I'm busy. I'm sorry. Buồn. Hello mọi người, mình đã về nhà tẩy trang các thứ, quay trở lại với cả sự thật. À, mình đã gọi món mà cả hai chúng mình đều thích, chính là món mà ra thang. Món đấy nó cũng sẽ liên quan đến một sự thật khác về mình. Trong lúc đợi đồ ăn thì mình sẽ chia sẻ thêm một sự thật nữa mình vừa mới nghĩ ra, mà cũng có khá là nhiều bạn hỏi mình là chiều cao và cân nặng của mình. Thì đây là một câu chuyện dài mọi người ạ. Ngày xưa thì mình luôn luôn nghĩ rằng mình cao 1m58. Và mình, ai hỏi mình thì mình cũng trả lời như thế. Nhưng mà khoảng 5 tháng trước khi mình đo lại, mình đã cao lên, cao 1m59.5 nha. Mình đã đo khoảng 5 lần rồi thì nó vẫn là 59.5, chứ nó không hề lên được 1m6. Thỉnh thoảng mình vẫn hay làm tròn lên là 1m6, nhưng mà từ trước thì là 1m59.5. Nặng thì nó cũng thay đổi tùy vào, không biết ơi, kiểu nó cũng thay đổi nhiều ấy. Nhưng mà gần đây nhất mình đo cân thì là 47 cân, 47kg. Từ xưa đến giờ mình chưa bao giờ mình gầy hơn 46kg đâu. Có lúc là 46.5 thôi, chưa bao giờ xuống dưới cái con số đấy cả. À với một sự thật nữa là từ bé đến khoảng 1 năm đổ lại đây thôi, lúc nào mình cũng tự ti về cân nặng hết. Lúc nào mình cũng trong tình trạng là rồi là hơi mập mũm mũm ấy. Ngày xưa là nickname ở nhà của mình là Cún. Ngày xưa mọi người hay gọi là Cún Béo. Kiểu tên ở nhà mình là Cún ấy, không hay gọi là Cún Béo, Trang Béo các thứ. Còn ngày xưa mình là một đứa trẻ mũm mĩ. Cho nên mãi dạo gần đây thì trông mình mới kiểu gọn gọn lại một tí. Sau ngày xưa mình giảm cân nhiều lắm, mình có cả một cái lịch sử giảm cân rồi uống thuốc giảm cân các thứ cơ. Mình sẽ làm một cái video khác về cái chuyện này. Nhưng mà mãi đến 1 năm đổ lại đây mình không kiểu mình kệ luôn, mình chẳng quan tâm giảm cân nữa, mình chán, mình mệt rồi. Xong rồi kiểu body positivity, yêu bản thân các thứ ấy. Thế là mình cũng chẳng care, mình cũng chẳng gọi là ăn kiêng rồi nhịn ăn cái gì cả đấy. Mình lại tự nhiên nó lại tự giảm, nó lại tự cân đối lại. Thì mình lại thấy ok. Đồ ăn đã về, marathon. Đây là món ăn ở bên hàng mà mình thích nhất. Lại là một món Trung Quốc. Một cái sự thật nữa là trong tất cả các món Hàn Quốc thì mình thích nhất là marathon. Yeah. Oh. Ở đây có, ôi trời ơi, tự viết à, không để in. có nhiều quán tự viết nha. Có nhiều quán là tự viết thật. Đấy, một cái lời nốt của quán. Và ở trong này sẽ có bánh bao chấm sữa đặc, cũng là một món mình siêu thích. Đúng. Ui, bánh bao chấm sữa đặc nữa. Ừ, anh chưa ăn bao giờ? Đúng. Trời ơi, nhưng có thể cho em bánh bao chấm sữa đặc. Món này ở Hai Lao Việt Nam cũng có ấy.
Thế em còn chưa đi ăn Haidilao bao giờ luôn. Trời ơi. Ui. Ở đây là nem vật chính. Đây là sữa đặc này. Sữa đặc. Đây là cái ốt chị xin thêm. Thường cái này nếu mà ăn thì người ta sẽ cho cái này à? Chính hai cái này phải mình phải mua riêng. Không, chị mua riêng ấy. Ừ. Đây là má la tang. Má la tang. Thì toàn rau thôi. Mình toàn rau mà mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh. Khuấy đảo. Nhiều topping lắm, đủ loại topping. Thực ra mọi người nhìn cái visual nó bình thường nhưng mà mọi người phải tưởng tượng là ăn nó rất là ngon. Người đấy mùi ngon rồi nhỉ? Ok nha. Nói chung là nó ngon nha, nó ngon mình rất là thích. À ừ nhỉ, nhưng mà tùy quán. Chưa, nó rất là kem nha. Và bình thường thì chị hay ăn về cái này là cái sốt tê tê à? Sốt sử không? Sốt tê tê thì cũng cái này luôn. Thì nó không cay hả? Không, cái này có cay nhưng mà cái này là tức là cái đậu phộng hay gì đấy hả? Ờ, sốt đậu phộng ấy. Đồ thích cái này nhưng chị không biết em thích không nên để riêng ra ấy. Ok. Còn cái này là cái tê tê. Đây là cái gì vậy? Là cái cay cay ấy hả? Ừ, kiểu nó bị cay thôi, mình ăn mình biết được. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Chứ trong này nó có mì miếc nếu có đầy đủ luôn, topping nhiều lắm. Ngon có cay cay không? Cay cay. Em ăn được cay không? Cố. Ồ, chị thích ăn, chị thích ăn quay em cay. Sau này em thử, em sẽ ăn thử cái này nha. Bạn nào mà chưa ăn bánh bao chiên chấm sữa đặc thì mọi người phải ăn nhé. Ngon không? Nó giòn giòn ấy. Ừ.